Alo, chào thông Vinh nghe à. Không nghe lấy trái bích trù vậy. Rồi lấy lúc một mấy á. À, đưa đúng trái bích trù, hết trù luôn rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tôi làm mẹ dí chết luôn á, xong rồi. Rồi, 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 thôi ha. Lắm chì lá giờ cũng hồng lên, nó mưa rồi hồng lắm, cần vỏ xuống nó chìm vào chắc cua ăn cá ăn. Cái chiều này cá ăn mạnh lắm thôi. Nó lâu rồi. Cá đồng tông quá. Hết ngồi, hết chân lửng. Một là đồng tông, hai là cua thôi.
rồi nó tiêu vào rồi, những gốc cây nữa rồi. Trời đó đứt mấy lũ rồi. Mấy lử rồi coi, dưới gốc cây nữa. Móc vô cho nó vô vậy nè, cá nó phái luôn. Đằng kia dưới dưới gốc cây rồi, chút nữa bỏ nữa gốc cây nữa ra. Hàng một con, đó là hai con các bạn, hai con. Các bạn, rình 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 xuống hàng các bạn, rồi ba con.
bốn con các bạn. Hàng con vợ đó. Giờ nó ăn thì sao? Nó không lớn, chung mà. Đang mưa rồi các bạn. Đang lùi cũng mưa, ngày nào chiều cũng mưa. Anh hàng, chắc tôi các bạn ơi. À, đâu dính sẵn. Nó ăn ở bên đó các bạn. Bên đó đó. Alo, trọng sao xin nghe ạ.
lấy lúc một mấy á. Đúng rồi. Rồi thôi ha. Cái này nữa mình xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Còn mồi để lát tối coi. Tối câu các bạn. Tối câu ha. Tối câu đi chỗ kia nhiều cá hơn. Xin chào mọi người ha.